Rồi, giao lưu cùng anh em một cây dúi trực nâu bú toàn thân nha anh em. Cây có bề đế rất là mạnh nha anh em nha. Cây hàng cực kỳ nâu bú nha anh em. Chi chốt nhỏ. Cây có quanh gốc là 135 nha anh em. Và chiều cao của nó từ mặt bờ lên đỉnh là 2,5 m nha anh em. Còn cao tổng thể sát xuống đất luôn á là 2,28 anh em nha. Cây dúi trực nâu bú anh em ơi. Ủa giờ đồ nu nu khiếp bờ đó nè anh em, một cái dúi phải gọi là trực nu rất là đẹp nha. Đó đó đấy tính luôn. Trực à, trực quân tử dốt đỉnh luôn. Em thấy cái nu này, anh em thấy cái nu nó ùng ra rất to nha anh em. Cây bờ đớ cực kỳ mạnh nha. Cái dúi trực nâu anh em. Hàng nét nha anh em nha. Rồi anh em thiện chí giao lưu anh em nha. Đứng sát sát vô. Cây này nặng rơi vào chắc cả tâm là 700-800 kg nha anh em. Rồi anh em yêu mến thì liên hệ nha. Chào anh em.